Thiếu Lâm Tự. Hầm người gỗ chính là vùng đất bí mật của Thiếu Lâm, cũng là thử luyện cao nhất của võ thuật Thiếu Lâm. Phương Thế Ngọc bước ra khỏi hàng. Hầm người gỗ. Đệ tử tục gia Thiếu Lâm Phương Thế Ngọc tới đây rèn luyện. Qua ải. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phương Thế Ngọc, Minh Đồng Gia Sắc. Đi. Thế Ngọc, tính tình con ngang ngạnh, lệnh đường gửi con tới Thiếu Lâm cũng là muốn con mượn võ học rèn luyện tâm tính. Khi trở về rồi, nhớ đừng hiếu chiến như vậy nữa. Đệ tử sẽ ghi nhớ lời dạy của sư phụ. Đi. Ngạc đại nhân, là tiểu nhân nhất thời sơ ý nên mới bị đám người đó. Cầu xin đại nhân cho tiểu nhân một cơ hội lấy công chuộc tội. Tưởng đại nhân, e là ông đã hiểu lầm về công và tội rồi. Làm mất sổ sách, 10 cái đầu của ông cũng không đủ chuộc tội. Đại nhân, cầu xin đại nhân tha mạng cho tiểu nhân. Ngô đại nhân sai bổn quan tới trước để ứng phó với người giám sát. Ông thì hay rồi, đâm thủng cái sọt lớn như vậy. Đám người đó có lai lịch thế nào? Đám người đó vốn là thuộc hạ của tướng quân Giang Thừa Quan ở Quảng Châu. Nghe nói trước đây Ngô đại nhân đã hãm hại Giang tướng quân. Giang Thừa Quan. Tưởng đại nhân, sự việc thất bại, dù sao cũng phải có ai đó đứng ra chịu trách nhiệm. Chuyện này Tri Châu Triệu Thánh Tưởng Tây Hàn tham ô 1.000 vạn lượng trong công trình thủy lợi, sợ tội nên treo cổ tự tử. Bọn họ không hành động ngay, chắc chắn là đang đợi Thẩm đại nhân tới giám sát. Sổ sách nhất định vẫn ở trong thành Triệu Khánh. Thuộc hạ nhận được tin, có thể tối mai họ sẽ họp bí mật. Trước khi tìm ra tung tích của sổ sách, không nên đánh rắn động cỏ. An đại nhân, thiếu một người ở đây. Ai? Con trai của Tưởng Tây Hàn, Tưởng Văn Quảng, đồ vô dụng. Chắc chắn tin tưởng Văn Quảng đã biết được gì đó, nhất định không được để hắn chạy thoát. Giờ tiểu nhân sẽ đuổi theo. Bảo con chó đó đi đi. Vâng. Giết. Triệu Khánh, Quảng Đông. Qua đây xem đi nào, cát tươi sống còn nhảy tanh tách đây. Lai tài. Ông chủ, cá chết này bán thế nào đây? Cá chết cái gì? Phương cá chết. Có nhớ ta không? Không nhớ. Quỳnh nói lại xem. Ta nhớ. Ta cũng nhớ Quỳnh lắm. Mau nhặt cá lên đi, nếu không lát nữa sẽ thành cá chết thật đấy. Châu đại ca đâu? Đang ở nhà đó.
Châu Dung. Bốn năm rồi Thế Ngọc. Không biết huynh có khác trước không? À đúng rồi, chẳng phải mai huynh mới về sao? Nhưng mà nhất định không được nói với Hoa tỷ đâu, nếu không ta chết chắc đấy. Vậy thì vừa hay tối nay có hội đèn hoa đăng, cơm no rượu say rồi chúng ta đi dạo chơi. Nhất định phải dạo chơi. Đi thôi, giờ đi dắt ngựa luôn. Nào Lão Dương, trong quầy hàng giúp ta nhé. Huynh làm ăn cũng khá đấy nhỉ. Giết người, cứu ta với. Giết người, đừng giết ta, đừng giết ta. Đừng giết ta, đừng giết ta. Mấy năm không gặp, huynh lại béo lên rồi. Đời sống nâng cao rồi nhỉ? Ta không gầy sao? Béo lên rồi, huynh nhìn đi. Ta đây gọi là cường tráng. Huynh thế này là cường tráng sao? Cứu giới, cứu ta giới. Đừng giết ta. Giết người kia. Đứng lại. Lại dám làm càn trên địa bàn của bổn thiếu gia. Ngọc, cầm lấy đi. Dân, cảm ơn. Phương phu nhân, Phương phu nhân, Thế Ngọc nhà bà lại đánh nhau với người ta rồi. Sao có thể chứ? Ngày mai Thế Ngọc mới. Tiểu tử thối này lại lừa ta. Đi. Dừng lại. Đi. Đi. Tránh ra, tránh ra. Lục Thảo Đường. Ngươi là ai? Tại sao lại lo chuyện bao động như vậy? Nếu ngươi đã tò mò muốn biết như vậy thì bổn thiếu gia nói cho ngươi biết, ta chính là Tiểu Bá Dương Mình Đồng Gia Sắc, Thành Triệu Khánh, Phương Thế Ngọc. Tiểu tử thối này, đến mẹ con mà con cũng dám lừa. Chẳng phải ngày mai con mới về sao? Chẳng phải là con vội vàng về gặp mẹ, đuổi trăng rượt sao? Vô tình về sớm hơn một ngày sao? Mồm mép láo lỉnh. Đau 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 đau. Mới về mà đã đánh nhau. Con muốn làm lão nương đang tức chết đúng không? Không phải là hắn. Là gì? Ấy, người đừng đi. Về nhà, về nhà với ta ngay. Đi thôi. Qua tỷ, Thế Ngọc, Thế Ngọc. Hội đèn qua đăng tối nay. Đi thôi, ta biết rồi, huynh về trước đi đã. Đi thôi. Nào, cho mổ ta kính các chị một ly.
Cạn ly. Ngồi đi, mời ngồi. Các vị, công bộ thượng thư đương triều Ngô Thiên Đức tham ô hủ bại, cấu kết với Tưởng Tây Hàn, rút ruột công trình, thật là đáng hận. May mà trời cao có mắt, các huynh đệ có mặt ở đây liều mạng lấy được sổ sách ghi chép hai kẻ đó ăn hối lộ làm trái dương pháp. 10 ngày sau, Thẩm Đại Nhân và triều đình cử tới giám sát, sẽ tới Triệu Khánh. Đến lúc đó chúng ta sẽ nộp sổ sách lên, mượn tay Thẩm Đại Nhân diệt trừ tận gốc tên quan xấu xa Ngô Thiên Đức này, báo thù rửa hận cho cả nhà Giang tướng quân. Báo thù, báo thù, báo thù, báo thù, báo thù, báo thù, báo thù. Mau né đi. Ngạn Nhĩ Đa, đi thôi. Ngạn Nhĩ Đa, tên chó săn nhà ngươi, đám người ô hợp kia mau giao nộp sổ sách ra đây. Có bản lĩnh thì ngươi cứ tới lấy đi, không biết tốt xấu. Đưa hắn theo. Hoa tỷ, mày đang đùa đúng không? Vừa mới về chưa kịp ăn cơm đã ngâm ở đây cả đêm rồi. Mày đánh đi, đánh đi, đánh chết con đi. Đằng nào không chết vì bị đánh, cũng chết vì đói. Tiểu tử thối này, con nghĩ ta không dám sao? Tại sao ta lại gửi con đến Thiếu Lâm Tự? Chính là muốn con mượn võ thuật tu tỉnh, lấy võ thuật rèn tâm tính. Con thì hay rồi, vừa trở về đã gây sự đánh nhau. Nếu cha con về chắc chắn sẽ bị con làm tức chết. Tức chết, tức chết rồi. Không phải, là vì tên đó giữa ban ngày ban mặt hành hung giết người. Con trai mẹ chỉ, im miệng. Hôm nay ở trong này tự kiểm điểm lại mình đi. Cậu muốn chạy hả? Không phải chứ Hoa tỷ. Mẹ cầm y phục con làm gì vậy? Ta cất kỹ y phục của con đi, tránh để con trốn ra ngoài. Lôi phủ, băng chủ, băng chủ, băng chủ. Không xong rồi, không thấy tiểu thư đâu. Gì cơ? Ôi mẹ ơi, mày là tỷ võ kén rễ rồi, mà ngươi nói không thấy tiểu thư đâu nữa. Có một người mà ngươi cũng không trông chừng được. Ngươi có phải đồ vô dụng không vậy? Ngươi có phải đồ vô dụng không vậy? Người đâu rồi? Ta hỏi huynh đấy, người đâu rồi? Châu đại ca, thực sự hôm nay Phương Cát chết đã về. Chỉ có điều hắn bị Hoa tỷ bắt về rồi. Nhưng mà tối nay có ra ngoài được hay không thì không chắc.
Làm gì vậy? Cô bị điên à? Bên đó có tiếng động, chúng ta qua đó xem sao. Dân, đại ca, xin huynh hãy giúp ta. Có người truy sát ta. Cũng đâu phải ta truy sát cô. Cô đá ta làm gì? Xin huynh đấy, cầu xin huynh. Đến rồi, đến rồi. Người đâu rồi? Đợi chút, đợi chút. Ta đang hỏi ngươi người đâu rồi. Ngươi hung dữ cái gì chứ? Muốn đánh nhau à? Tiểu huynh đệ, ta hỏi ngươi, cô nương vừa nãy mặc bộ y phục này đâu rồi? Bên kia. Đa tạ tiểu huynh đệ. Đi thôi. Đi thôi. Cô đi đâu vậy? Ta đi tìm Phương cá chết. Cảm ơn. Cô thôi đi. Cô. Sao bọn họ lại truy đuổi cô? Ban chủ Lôi Bang, Lôi Lão Hổ cưỡng đoạt dân nữ. Bọn họ muốn nạp ta làm thiếp. Vậy nên ta chỉ còn cách chạy trốn trong đêm. Phương. Phương Thế Ngọc. Châu đại ca. Huynh, hai người làm gì vậy? Bọn ta. Không phải đâu. Châu đại ca. Phương cá chết ơi là Phương cá chết. Mấy năm huynh ở Thiếu Lâm đó đã học được những cái gì vậy chứ? Châu đại ca, châu đại ca. Không phải đâu, tình béo chết tiệt này. Nào 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 nào. Làm gì vậy? Làm chứng đó. Một đời thanh bạch của bổn thiếu gia, không thể đi cô quỷ hoại được. Đi thôi. Nhìn thấy người này không? Không thấy. Nhìn thấy người này không? Không thấy. Châu đại ca. Châu đại ca. Ê mập, lại đây. Có biết người này không? Không biết. Bọn họ tìm cho bá bá làm gì vậy? Không được rồi. Châu đại ca. Châu đại ca. Thôi đi, thôi đi. Mai cô tới nhà Châu đại ca cùng ta, giải thích rõ ràng cho ta đấy. Sao huynh lại gọi cô nương đó là đại ca thế? Cô mù à? Nhìn bờ vai dài và cái eo to của cô ấy, nhìn là biết là một đấng nam nhi rồi. Đâu có. Ta thấy hôm nay người ta có trang điểm tới đây đó. Có sao? Mặc kệ đi. Khó khăn lắm mới trốn được ra ngoài. Phải chơi cho đã đời đã rồi mới về. Phương cá chết. Cá chết thối. Cá chết thối. Không ngờ huynh lại bị ổi như vậy. Ta đánh chết huynh. Đánh chết huynh. Đánh chết huynh. Châu đại ca. Hả? Sao huynh không gõ cửa mới đã vào thế? Không phải Châu bá bá đâu rồi? Cha ta đi Quảng Châu rồi. Tìm ông ấy làm gì? Vừa nãy ta nhìn thấy người của Lôi Bang cầm bức giải cho bá bá, hỏi thăm khắp nơi trên đường phố. Đám người đó tìm cha ta. Châu đại ca. Châu đại ca. Hả? Chuyện đó huynh về đi. Hả? Ta cái gì mà ta? Về đi. Châu đại ca, nếu cô có gì cần ta giúp đỡ thì cô cứ nói với ta. Không có, không có, không có. Cái gì ta cũng làm được. Về đi. Được rồi. Đừng tức giận. Sổ ghi chép, lần này cho đi lấy hàng ở Quảng Châu không biết bao giờ mới về. 10 ngày sau Thẩm đại nhân ở triều đình sẽ tới Triệu Khánh. Người này là Quan Thanh Liêm, cha từng có duyên được gặp một lần. Nếu ngộ nhỡ cha không về kịp,
thì con nhất định phải đưa thứ này giao tận tay cho Thẩm đại nhân. Thứ này vô cùng quan trọng, con nhất định phải thay cha giữ gìn cho tốt đấy. Nói vậy cô nương đúng là thê thảm thật. Đúng vậy. Huynh có thấy nó rất giống huynh không? Gì chứ, thật sự giống huynh lắm đó. Cho huynh đó, đa tạ ơn cứu mạng của huynh. Ta đi đây. Này, nhớ mai làm chứng cho ta đấy. Biết rồi, mai ta sẽ tới tìm huynh. Đúng rồi, ta còn chưa biết huynh tên gì. Phương Thế Ngọc. Phương Thế Ngọc. Này, thế còn cô thì sao? Tiêu Tuyết Hâm. Lát nữa gặp Châu đại ca, nhất định phải giúp ta giải thích rõ cho cô ấy. Biết rồi. Châu đại ca. Lê Tài. Thế Ngọc. Sao huynh? Dạ, không phải chứ. Đến huynh đệ của mình mà huynh cũng... Huynh cái gì mà huynh? Phương cá chết. Không thấy Châu đại ca đâu nữa rồi. Gì cơ? Có khi nào quấy ra ngoài được không? Bình thường Châu đại ca toàn ở trong nhà, cô ấy rất ít khi ra ngoài. Tối qua ta nhìn thấy người của Lôi Bang tìm Châu bá bá, ta không yên tâm. Sáng sớm đến đã không thấy người đâu rồi. Huynh nói Lôi Bang sao? Ta sợ Châu đại ca bị người của Lôi Bang bắt đi. Em định tìm huynh này. Đi thôi, đến Lôi Bang đòi người. Đợi, đợi chút. Tỉ võ kén rễ. Ôi mẹ ơi, võ công mèo cào này của ngươi mà cũng đòi làm con rể ta. Thật mất mặt, khiêng xuống đi. Đi thôi. Ấy chà, vì tiểu ca này tướng mạo đường đường, khí chất phi phàm, nên xưng hô thế nào đây? Bất nói nhảm. Châu đại ca ta đâu? Ai cơ? Con gái của Châu bá bá. Đại ca, con gái. Ta nghĩ không phải người tới đây để tỉ võ, mà là tới để gây sự đúng không? Đợi lát đánh cho ông lê lết rồi, xem ông còn giả ngốc nữa không. Tiểu tử này, ôi mẹ ơi, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Ta không đánh nữa, ta nhận thua. Cha cha, tiểu tử ngươi thân thủ không tệ mà. Từ nay trở đi ngươi chính là con rể của Lôi lão hổ ta. Nó linh tính cái gì vậy? Nè, dù thế nào thì Lôi lão hổ ta cũng là nhân vật có máu mặt. Hôm nay ta mở cuộc tỉ võ kén rễ, dù thế nào ngươi cũng phải nể mặt ta chứ. Tỉ võ kén rễ.
tỉ giỏ, lại còn kén rể nữa. Ngươi nghĩ ta ăn no rững mỡ à? Ấy chà, ngươi ra tay cũng nặng quá đấy. Có điều gì con gái ta thì cũng đáng. Tất cả hãy đến Lôi phủ ăn kẹo mừng của con gái ta. Được. Ngươi đi đâu vậy? Đợi ta tìm hiểu cho rõ ràng. Nếu Châu đại ca do Lôi bang các người bắt đi thật, thì Phương Thế Ngọc ta nhất định sẽ đến tận nơi. Ngươi đừng đi chứ, ta sẽ đợi ngươi. Sao Châu bá bá lại có liên quan tới Lôi bang chứ? Huynh nói xem có khi nào cho cô nương đi Quảng Châu tìm cha quấy được không? Chắc không đâu. Châu đại ca, tránh ra. Mấy người tới làm gì? Lo lắng cho cô đó. Mới sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu. Làm ta suýt chút nữa đã. Ta có gì mà phải lo lắng chứ? Ta đi tìm các thúc thúc mà thường ngày hay đi lấy hàng cùng cha ta. Ta phát hiện ra họ đều ở trong thành. Có mỗi cha ta là không tìm thấy đâu. Châu bá bá không ở Quảng Châu à? Hỏng rồi, hỏng rồi. Chắc không phải bị người của Lôi bang bắt đi rồi chứ? Vừa mới lúc sáng huynh nói Châu đại ca của các huynh bị Lôi bang bắt đi. Giờ chẳng phải đã về đây rồi sao? Đồ của ta đâu? Phương cá chết. Gì vậy? Đồ của ta đâu? Đồ gì? Chính là một cái. Một cái gì thì cô nói đi ta. Cô mất đồ thì liên quan gì tới ta chứ? Tối qua cô du quan cho ta và Tiêu cô nương, giờ lại du quan ta lấy đồ của cô. Châu đại ca, cô xem có phải cái này không? Tên mập chết tiệt, huynh động vào đồ của ta làm gì? Châu đại ca, cô nghe ta giải thích đã. Ban sáng khi tới đây, vừa nhìn thấy nó, ta cứ tưởng là khắc ta. Giờ nhìn lại hình như là không phải. Cái này là khắc gì đây? Có vẻ là hơi giống ta. Không phải chứ, quấy quấy gì đây? Chắc cái chết sẽ không nhìn ra thứ ta khắc là huynh ấy đấy chứ. Tên mập chết tiệt, huynh trộm đồ của ta làm gì chứ? Tiêu rồi, tiêu rồi. Chắc họ không phát hiện ra mình thích Châu đại ca đấy chứ. Tên mập chết tiệt, ta coi huynh là huynh đệ, mà huynh lại có ý khác với ta. Cái đó ta vẫn chưa khắc của huynh. Giờ ta rất mệt, ta cần nghỉ ngơi. Giờ ta mời các người ra ngoài hết cho ta. Đi đi, đi đi. Đi đi. Đang yên đang lành tức giận gì ghê thế? Đây là ta sao? Đến mặt cũng không có. Huynh, huynh còn cần mặt mũi gì sao? Phương Thế Ngọc, ngươi ra đây. Lôi bang chủ, là Thế Ngọc nhà ta đánh ông hay là chuyện gì vậy? Bà không nhìn thấy sao? Phương phu nhân, bà sinh được một cậu con trai giỏi đấy. Hôm nay ta bị hắn đánh cho thê thảm trên võ đài. Món nợ này tính thế nào đây? Phương gia ta cũng gọi là có chút mặt mũi ở thành Triệu Khánh này. Ông đánh thua còn đem nhiều người tới đây thế này. Ông không cần thể diện, nhưng Phương gia ta cần đấy. Phương phu nhân, ta nói đùa thôi, đừng coi là thật đấy. Hôm nay Lôi lão hổ ta mở võ đài tỉ võ kén rể. Con trai bà đã đánh bại ta, cũng có nghĩa là chúng ta là thông gia rồi. Ông nói lại lần nữa xem. Ta nói là hai chúng ta là người nhà rồi, sau này phải chăm sóc lẫn nhau. Trời ạ, à, Phương phu nhân, bà mở cửa ra đi. Có gì từ từ nói mà. Bà mở cửa ra đi. Đại nhân, phía Lôi bang có tin tức rồi. Người đó tên là Châu Phong, mở một quầy tạp hóa ở phía Đông Thành, có một cô con gái. Ngươi biết nên làm gì rồi chứ? Dân Đậu phụ Dương gia, không ngờ cho cô nương lại có ý với huynh. Ta coi cô ấy là huynh đệ, vậy mà cô ấy lại có ý khác với ta.
lại càng không thể ngờ Lai Tài huynh ấy. Lôi đại tiểu thư vẫn đang đợi huynh đó. Nếu cho huynh chọn một trong hai thì huynh sẽ chọn ai? Đừng có nói linh tinh. Một người là huynh đệ tốt, một người là đồ xấu xí. Ai nói với huynh quấy xấu xí? Ê, không phải chứ. Tại sao ta nói cô ta xấu mà cô lại kích động như thế làm gì? Này, chắc chắn cô từng nhìn thấy cô ta ở nhà Lôi lão hổ rồi nhỉ? Diện mạo cô ta thế nào? Cô ấy xinh đẹp hơn ta. Thật không vậy? Nếu cộng thêm cả ta, ba chọn một thì sao? Vậy thì chắc chắn ta sẽ ở bên kia. Tên tiểu tử thối Phương Thế Ngọc này, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi về rồi. Đinh Đinh, Đinh Đinh, mấy ngày nay con chạy đi đâu vậy? Cha tìm con tìm đến mức phát điên rồi. Đinh Đinh, như này chẳng phải là đúng rồi sao? Quan hệ giữa hai đứa tốt đến độ cùng đi tản bộ rồi hả? Cô là con gái của Lôi lão hổ. Ta là con gái của Lôi lão hổ thì sao? Mất mặt lắm à? Lôi lão hổ độc ác vô cùng, người người đòi đánh. Câu này người nói thật khó nghe. Người có thành kiến với Lôi lão hổ ta cũng được, nhưng không được làm khó con gái ta. Lôi lão hổ, cho bà bá dòng bắt đi đúng không? Ôi mẹ ơi, trời cao có mắt, việc này không liên quan gì tới ta. An đại nhân trong triều nói, người trong bức vẽ có ân oán riêng với ông ta, chỉ bảo ta ra giúp xem nhà ông ta ở đâu thôi. Triều đình. Đúng vậy, ta chỉ phụng mệnh hành sự thôi. Nếu ta không làm thì Lôi bang ta đã gặp rắc rối lớn rồi. Có lẽ cho cô nương đang gặp nguy hiểm. Không hay rồi. Châu đại ca, Phương Thế Ngọc, con đi làm gì vậy? Đi giúp đỡ đó. Giúp cái gì mà giúp, nói đùa gì vậy? Đó là người của triều đình, chúng ta không dây vào được. Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau đưa tiểu thư về, bỏ ta ra. Nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi. Lôi lão hổ, còn nói gì ta cũng không thể để con đi được. Cha, Dung Nhi, cha không sao. Đại nhân, không tìm thấy sổ sách đâu. Sổ sách đang ở đâu? Ngươi sẽ không bao giờ có được sổ sách đâu. Nếu còn không chịu nói tung tích của sổ sách thì ta sẽ giết cô ta. An Cửu Nhiên, việc này không liên quan tới con gái ta, nó không biết gì cả. Đúng là tình cha con cảm động. Một cô nương mềm yếu thế này, không biết có chịu đựng nổi không. Dung Nhi, An Cửu Nhiên, ngươi thả con gái ta ra. Cha, con không sao. Dung Nhi, thứ đó là cha cùng các huynh đệ kết giao sinh tử của cha dùng mạng để đổi lấy. Cha, con hiểu. Ta cho ông thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu còn không giao sổ sách ra thì ta sẽ cho cha con ông gặp nhau dưới suối vàng. An Cửu Nhiên, ngươi, ngươi sẽ không được chết yên thân. Sổ sách đâu? Ngươi. Dung Nhi, cha, cha có lỗi với con. Không,
bọn họ đã giết cha ta. Châu Bá Bá, ngươi là ai? Cùng một ruột với Châu Phong sao? Nhảm nhí. Châu Bá Bá là trưởng bối mà ta tôn kính nhất. Sổ sách đó ở chỗ ngươi đúng không? Sổ sách cái lũ khốn nhà ngươi. Không lại nên dùng thủ đoạn bỉ ổi. Có giỏi thì thả cho đại ca ra rồi đánh tiếp. Nếu muốn giữ cái mạng cho bạn ngươi thì mau đem sổ sách ra đổi lấy. Ta không biết sổ sách gì cả, nhưng ta biết có một món nợ cần tính sổ với ngươi. Còn không đứng yên, ta sẽ giết cô ta. Châu đại ca. Thế Ngọc. Châu đại ca. Thế Ngọc. Châu đại ca. Thuộc hạ không chắc sổ sách có nằm trong tay tiểu tử đó hay không. Phương Thế Ngọc có thể đã thương ngươi, nếu đổi lại là ta cũng sẽ giao sổ sách cho hắn bảo quản. Thuộc hạ vô dụng. Không, Thổ Hạ Ma, có thuộc hạ. Hai cha con ngươi hãy đi theo An Cửu Niên. Nếu không có sổ sách thì kẻ đó cũng là một mối phiền phức. Giết hắn đi. Rõ, thưa đại nhân. Thuộc hạ và Khuyển Tử nhất định sẽ dốc hết sức. Dứt Nhi, nhanh quỳ xuống, nhanh lên. Tốt, các ngươi đi đi. Phương Trạch, thiếu gia, ở đây có một bức thư nói phải đưa cho cậu. Gửi Phương Thế Ngọc. Giờ dần, sổ sách rừng phía đông. Rốt cuộc là sổ sách gì mà đến mức giết hại Châu Bá Bá? Đám người đó không tìm được ở nhà lão Châu, có khi nào là ở nơi khác không? Con không biết. Con chỉ biết nếu ngay cả huynh đệ của mình mà cũng không cứu được, Phương Thế Ngọc con thật uổng công làm người. Châu đại ca đâu? Đồ đâu?
Thả huynh đệ của ta trước đã. Sổ sách đến tay, ắt sẽ thả người. Đồ khốn! Cha không sao chứ? Cha Thế Ngọc, con không sao chứ? Con không sao, Hoa tỷ. Con trúng độc rồi. Thế Ngọc, thổ hạ chứ, giết tình Phương Thế Ngọc cho ta. Ngươi dám làm trái mệnh lệnh của Ngạc đại nhân? Trước nhi, cứ mặc kệ cha đi, nghe lời An đại nhân đi. Cha, con đưa cha đi trị thương trước. Thổ hạ trước. Đi. Tiểu tử thối, ngươi không sao chứ? Tiểu tử thối, Lôi Băng chủ, sao lại đến đây? Ôi mẹ ơi, sao bà lại nhận ra ta? Giọng của ông Đình Đình đã nói, nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì sẽ cắt đứt quan hệ cha con với ta. Bà nói xem, ta đã từng tuổi này rồi. Bà nói, được rồi, bao giờ Thế Ngọc về? May mà độc này không hiếm gặp, số dược liệu này có thể giúp con thải độc nhanh chóng. Con cố chịu một chút nhé. Hoa tỷ, con không sao. Ngô đại nhân hỏi thăm tiến triển của vụ việc, ta nên trả lời thế nào? Vì hai cha con các ngươi lâm trận bỏ trốn. Đại nhân, do thuộc hạ không biết dạy con, nếu Ngô đại nhân trách tội, thuộc hạ tình nguyện gánh chịu một mình. Cha, gánh chịu một mình, làm hỏng chuyện rồi, ngay cả bổn quan cũng sắp rơi đầu, ngươi gánh nổi không? Bổn quan cho hai cha con ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Thổ hạ trước, ngươi đi giết Phương Thế Ngọc, bổn quan sẽ tha chết cho cha con ngươi. Đa tạ Ngạc đại nhân. Trước nhi, mau đa tạ Ngạc đại nhân. Đa tạ Ngạc đại nhân. Chút Nhi, Chút Nhi, bình tĩnh lại đi. Chút Nhi, đại nhân, thanh minh bách định hoàng của hôm nay, xin ngài. Chút Nhi,
chút gì. Con đi đi, lần này nhất định không được thất bại. Thổ Hạ Ma, đại nhân, có gì dặn dò? Bây giờ ngươi đã là gánh nặng của con trai ngươi rồi. Có cách gì có thể khiến con trai ngươi không phân tâm vì ngươi nữa không? Thuộc hạ, thuộc hạ biết nên làm thế nào rồi. Sau này xin đại nhân chiếu cố cho khuyển tử nhiều hơn. Yên tâm, chỉ cần con trai ngươi làm tốt chuyện này, bổn quan nhất định sẽ chữa khỏi cho hắn. Đa tạ đại nhân. Cũng không biết Châu đại ca thế nào rồi, vẫn chưa tìm được sổ sách gì đấy sao? Từ nhỏ con bé Châu Dung này đã rất có nghĩa khí. Ta nhớ lúc nhỏ, dù nó bị đánh bầm tím mặt mày cũng sẽ không khai ra Thế Ngọc và Lai Tài. Vậy nên con và Lai Tài mới gọi quấy là đại ca. Quấy không muốn liên lụy chúng ta nên mới. Ôi trời mẹ ơi, trong công trình thủy lợi Quảng Đông Quảng Tây, lôi bàn ta còn nguyên 100 vạn lượng bạc. Gã cẩu quan này tham ô hết rồi, thế này thì gây rồi. Không nhìn ra đấy, ánh mắt bà kiểu đấy là sao hả? Đối với lôi bàn ta, 100 vạn lượng bạc là chuyện thường thôi. Cái này chính là sổ sách bọn chúng muốn tìm. Thổ hạ trước. Qua tỷ, con ra ngoài một chuyến. Tiểu tử thối, đừng về muộn quá. Có lẽ trong lòng cho cô nương, Thế Ngọc mới là người mang lại cảm giác an toàn nhất. Phương Thế Ngọc, hôm nay ta có lý do nhất định phải giết ngươi. Lúc ở rừng phía đông, vốn dĩ ngươi đã có thể giết ta, bây giờ cũng không muộn. Ở chuồng ngựa ngươi đã nương tay, chứng tỏ ngươi vẫn còn nhân tính. Tại sao vẫn còn bán mạng cho cẩu quan kia? Không cần ngươi lo, cha ngươi chưa từng dạy ngươi phải làm người tử tế sao? Suýt nữa ta quên mất, ngay cả ông ta cũng là chó săn của Ngạc Nhĩ Đa. Kẻ ăn sung mặc sướng từ nhỏ như ngươi, không có tư cách dạy đời ta. Suy luận khốn kiếp gì vậy? Nuôi mà không dạy dỗ là lỗi của cha. Ngươi không phân biệt phải trái là lỗi của cha ngươi. Không cho ngươi nói xấu cha ta. Ngươi có biết cha ta đã chịu bao nhiêu uất ức vì ta không? Ta không cho phép bất cứ ai nhục mạ ông ấy. Trận chiến hôm nay
chắc chắn sẽ có một bên cha mẹ phải đau thương cùng cực. Vì qua tỷ bọn họ cho nên Phương Thế Ngọc ta quyết không thể thua. Tại sao lại không ra tay? Số phận không may không phải lỗi của ngươi, nhưng tiếp tay cho giặc chính là lỗi của ngươi. Tuy ngươi nửa người nửa thú, nhưng có nhân tính hơn đám ngặt nghĩ đa nhiều. Chúng ta hòa, ta không cần ngươi thương hại. Kẻ mà ta thương hại là cha ngươi. Vậy mà lại sinh ra một đứa con trai nỡ dứt bỏ ông ta lại. Hãy đưa cha ngươi rời khỏi đây. Nếu lần sau còn để ta nhìn thấy ngươi bán mạng cho tên cẩu quan đó, Phương Thế Ngọc ta tuyệt đối sẽ không nương tay nữa. Cha, cha, con đưa cha đi nhé. Con biết cha luôn muốn trở về Tây Vực. Cha, cha, tỉnh dậy đi. Tại sao? Thế Ngọc, thấy mới đúng chứ. Bà thông gia, bà xem hai đứa nó tình cảm chưa kìa. Ngưỡng mộ thật đấy. Thật là. Thế Ngọc, không sao chứ? Con không sao. Lai Tài đâu? Lúc nãy vẫn còn ở đây mà. Tiểu tử thối đó, Ngạc Phủ. Sổ sách ở chỗ ngươi. Phải, ngươi đồng ý với ta phải thả cho đại ca ra trước, thì ta sẽ cho ngươi biết sổ sách ở đâu. Nói suông vô căn cứ, mang ra đây xem thử đi. Ngươi để ta gặp Châu Dung trước. Châu đại ca, Lai Tài, Lai Tài, sao huynh lại đến đây? Thế Ngọc đâu? Huynh ấy không sao. Ta đến để cứu cô. Bây giờ ta sẽ đưa cô đi. Đã gặp được người rồi, giao sổ sách ra đây đi. Cái gì? Huynh lấy sổ sách. Đại nhân đã đồng ý thả chúng ta đi rồi. Lai Tài, huynh thật hồ đồ. Huynh có biết không? Huynh có biết không? Ta biết. Ta biết ta vô dụng. Ta biết ta không bảo vệ được cô.
Ta cũng biết người cô khắc tượng không phải là ta. Cô thích Phương cá chết đúng không? Nhưng ta cũng thích cô. Sao ta biết kiếp sau ta có còn được gặp cô hay không? Nên ta không lo được nhiều thứ như vậy. Ngay giây phút lai tài ta lấy được sổ sách, ta đã biết đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, cũng là cơ hội duy nhất có thể cứu cô. Huynh ngốc thật. Lai tài, đủ rồi. Bổn quan cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Giao sổ sách ra đây. Lai tài, huynh không được đưa cho hắn. Huynh không được đưa cho hắn. Nếu còn không giao sổ sách ra đây, bổn quan sẽ chặt một cánh tay của cô ta. Đừng mà. Đừng mà, đừng. Ta nói ông biết, ta đưa cho ông. Đừng, đừng. Quân tử nói lời phải giữ lấy lời. Ta đưa sổ sách cho ông, ông thả bọn ta đi. Lai tài, huynh không được đưa cho hắn. Huynh không được đưa cho hắn. Không được. Bổn quan hứa với ngươi. Được. Huynh không được đưa cho hắn. Lai tài, Thế Ngọc, mau mang sổ sách đi. Không được, muốn đi thì cùng đi. Ngươi chính là Phương Thế Ngọc. Mang sổ sách đến đây, bổn quan sẽ cho các ngươi một con đường sống. Đừng đưa hắn. Muốn có sổ sách thì mang Châu đại ca ra đổi. Thế Ngọc, mang sổ sách đi đi. Đi, đi. Không sao chứ? Hay lắm. Đến đây cả rồi. Giết cho ta. Đại ca, Châu đại ca, Châu đại ca, Thế Ngọc, có ta đây. Huynh phải đối xử với Lôi cô nương thật tốt. Phải.
nghe lời Hoa tỷ. Lai Tài, gọi Châu đại ca đi. Châu đại ca, đừng mà. Ba, tình huống này ông đây điều với ngươi, đừng mà lấy tay. Lấy tay Châu đại ca. Lai Tài, Lai Tài, Thế Ngọc. Nếu sớm giao sổ sách ra, chẳng phải sẽ không đắc việc thế này sao? Nếu ngươi đã muốn chết đến vậy, thì bổn quan tiễn ngươi một đoạn. Thổ hạ trước, ngươi muốn tạo phản sao? Là ngươi đã ép chết cha ta. Thế Ngọc, mang sổ sách đi đi. Hoa tỷ, con không thể đi. Nếu không, Lai Tài và Châu Dung sẽ chết một cách vô ích. Ôi mẹ ơi, đôi lão hổ ta chưa từng cầu xin ai. Ta xin ngươi đấy, ngươi mau đi đi. Nếu ngươi chết rồi, đình đình nhà ta phải làm sao? Ta có làm ma cũng sẽ không tha cho ngươi. Con muốn mẹ chết trước mặt con thì mới chịu đi phải không? Nhanh đi đi, nhanh đi đi, nhanh đi đi. Thank you.
đồ ăn cây táo rào cây sung. Bây giờ ta sẽ tiễn người đi gặp cha ngươi. Có lục tung cả thành Triệu Khánh, cũng phải tìm ra Phương Thế Ngọc cho ta. Lôi phủ. Cáo thị. Thiếu gia, có chuyện lớn rồi. Đám người triều đình dán cáo thị, nói phu nhân và Lôi bang chủ đã giết người, 3 ngày sau sẽ hành hình. Rõ ràng là Du Quan giá họa. Đây là át chủ bài cuối cùng của chúng ta. Chắc chắn sẽ có cách. Chắc chắn sẽ có. Lôi lão hổ, Miêu Thiếu Hoa thông đồng với tham quan Tưởng Tây Hàn, chứng cứ xác thực 3 ngày trước có ý đồ ám sát mệnh quan triều đình và giết hại rất nhiều quan binh tại chỗ. Đầy đủ nhân chứng vật chứng, tội ác tày trời. Người nói láo. Có nói thế nào, Lôi lão hổ ông đây cũng là một đấng trượng phu đội trời đạp đất, thông đồng với hắn ư? Đồ cẩu quan. Kẻ thông đồng với Tưởng Tây Hàn là tham quan triều đình, Ngô Thiên Đức thì có. Nói năng sằng bậy. Bắt hắn lại cho ta. Rõ. Tuần tra công sự 3.000 lượng, đắp 100 mét đê 10.000 lượng, quá sức quan đường. Khoản tiền bị lấy được chia thành 4 tuyến 16 con đường. Thế Ngọc bí mật dẫn chuyển đến nhà riêng của Ngô Thiên Đức ở 4 nơi: Sơn Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Phúc Kiến, Ngạc Nhĩ Đa. Trong sổ sách viết rõ rành rành đây. Bằng chứng đâu? Lạm dụng quyền hành, mua đồ đen tối, tham ô hữu bại, giờ giác túi riêng. 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 Điều dân Phương Thế Ngọc to gan, tung tin mê hoặc quần chúng, ngụy tạo sổ sách, hãm hại trung lương triều đình, tội không thể tha. Bắt lấy hắn cho ta. Giết cẩu quan, trả lại sự trong sạch. Giết cẩu quan, trả lại sự trong sạch. Giết cẩu quan, đình đình, trả lại sự trong sạch. Giết cẩu quan, trả lại sự trong sạch. Giết cẩu quan, trả lại sự trong sạch. Giết cẩu quan, giết cho ta. Giết bọn chúng. Qua tỷ, mẹ không sao chứ? Thế Ngọc. Muốn có sổ sách thì tự đến mà lấy.
công phu mèo cào của Thiếu Lâm mà dám đấu với bổn quan. Có thể đánh người bò lê bò lết là được. Đám thối tha đê hèn các ngươi đấu với bổn quan, các ngươi không sợ chết sao? Tất nhiên là sợ, nhưng càng sợ đám cẩu quan các ngươi làm săn làm bậy, đục khoét xã tắc hơn. Đinh Đinh, cha không sao chứ? Cha không sao. Đinh Đinh, con không sao chứ? Thẩm đại nhân, các huynh đệ mau bỏ đao xuống. Ôi mẹ ơi, Thẩm đại nhân, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Thảo dân Lôi lão hổ bái kiến đại nhân. Ngạc Nhĩ Đa đâu? Ngạc Nhĩ Đa ở đây. Thế Ngọc, Thế Ngọc, Thẩm đại nhân, bổn quan đã biết trước công sự có vấn đề, đến đây trước thời hạn, không ngờ lại vừa hay thấy màn kịch ngươi bày ra. Thẩm đại nhân, mọi chuyện đều do tri huyện Triệu Khánh, Tưởng Tây Hàn gây ra. Ta chính là con trai của Tưởng Tây Hàn, Tưởng Văn Quảng. Ngươi vẫn còn sống. Đại nhân, để đề phòng bất trắc, cha ta đã giữ lại thư viết tay của Ngô Thiên Đức. Kẻ này, Thế Ngọc, cứ giao cho bổn quan giải quyết. Đợi sau này làm nhân chứng để lật đổ Ngô Thiên Đức. Đại nhân, sổ sách ở đây. Tốt, người đâu? Áp giải Ngạc Nhĩ Đa xuống dưới, trông coi chặt chẽ. Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân, những việc này đều do Ngô Thiên Đức làm. Thẩm đại nhân, là Ngô Thiên Đức. Ngoan ngoãn đi, đi. Thẩm đại nhân, Thẩm đại nhân. Hôm nay may mà có Lôi bang chủ trừ hại cho dân, Lôi bang ta quyết không thoái thác. Bổn quan có một thỉnh cầu nho nhỏ. Đại nhân, ngài khách sáo quá. Có gì cứ việc nói đi. Xưa nay Lôi lão hổ ta lấy đức thu phục người,
Lần này khoản tiền thủy lợi Quảng Đông Quảng Tây vẫn chưa thu hồi về được, nhưng chuyện công sự lại không thể trì hoãn. Bổn quan muốn viết giấy mượn Lôi Bang chủ 100 vạn lượng. Lại mượn tiền à? Chuyện này, ta có thể bàn chuyện khác không? Sao thế? Không tiện sao? Cha, tiện, tiện chứ. 100 vạn lượng thôi mà. Đối với Lôi Bang ta, đó chỉ là chuyện thường thôi. Mười ngày sau, Ngô Thiên Đức, Ngạc Nhĩ Đa bị xử trảm.